Ví dụ như mình đem cái khuyết điểm của người ta để mà mình làm thành một cái miếng hài của bản thân mình. Diệu Nhi không đem khuyết điểm của người khác làm miếng hài. Mới đây, trong buổi trò chuyện cùng MC Thùy Linh, Diệu Nhi đã tiết lộ về bí mật nghề diễn. Trong cuộc trò chuyện này, Diệu Nhi hoàn toàn khác, điềm đạm, thông minh, khéo léo. Một niềm đam mê và trân trọng nghề, Diệu Nhi có nhiều khía cạnh hay ho hơn về quan điểm nghệ thuật, về cuộc sống trước và sau hôn nhân, về góc nhìn với đồng nghiệp. Đến lúc nào thì em biết là tôi biết là cái gì làm cho khán giả cười, và tôi biết là nếu tôi tiếp tục làm cái điều này hoặc là mài giũa cái này thì nó sẽ thành một cái vũ khí của tôi. Chắc là đến lúc mà em diễn kịch ở sân khấu cũng khoảng 2-3 năm á. Dạ, và xong sau đó là em đóng các bộ phim sitcom á. Thì tại vì khi mà mình diễn ở sân khấu thì mình sẽ học được rất là nhiều từ các anh chị và cô chú đi trước. Thì lúc đó em mới ý thức được là ngoài cái bản năng của mình á, mình phải có cái kỹ thuật diễn xuất nữa. Mình nên nói cái này ở đâu, mình nên diễn cái này là như thế nào, và tất cả mọi thứ phải là chân thật. Chứ mình không được ví dụ như mình đem cái khuyết điểm của người ta để mà mình làm thành một cái miếng hài của bản thân mình. Mình phải diễn cái gì cũng phải có tâm lý. Diễn buồn thì có tâm lý là đúng rồi, nhưng mà diễn hài mình cũng phải là có tâm lý, phải thật, phải để khán giả tin. Thì nó mới đã lấy được cái tình cảm của khán giả. Chứ còn mình lúc nào mình cũng over luôn luôn như vậy thì mình, thứ nhất là mình sẽ một là mình sẽ không có nét riêng, hai là khán giả họ sẽ không có nhớ mình lâu. Rất là nhiều người họ cho rằng là một cái người mà làm ở sân khấu ấy, sau đó bước lên đứng trước máy quay ấy, thì nó cũng bị cái từ mà em dùng là mọi người rất hay dùng là over, tức là nó bị quá lên, hoặc là nó bị dùng một từ là kịch chẳng hạn đấy.